Xin chào quý vị nha. Hôm nay mình treo cái cây này lại, làm lại cái dây kẽm nè, móc vô cái chậu để treo cái cây lên. Đây. Cây bông giấy Mỹ đấy. Thì mình sẽ làm cho cái cây này thì trong vòng khoảng chừng 1 năm thì mình sẽ sửa cây này, nhưng mà mình sẽ không có đụng tới dây kẽm vào luôn á. Để các bạn từ từ các bạn xem nhé. Cái nó là mình treo ngược đây. Mới trồng đây mà thấy nó cũng khéo khéo rồi. Hồi nãy hôm bữa là được 2 tược đấy, mình cắt bớt 1 tược, mình để là một nhánh thôi. Cây này hôm nay mình mới nó phù hợp, nó hợp rồi mình mới đưa lên đây nè. Cái này không phải là mình bó là mình chiết nha, tại nhìn bó cái đầu này lại. Hết bữa nữa các bạn xem. Đây. Cây này thì là mình cắt tụi hết luôn á, là mình bắt đầu là mình mới đục cái lỗ nè. Đục cái lỗ ở dưới này cho nó bự ra, khoét cái lỗ cho nó bự ra. Xong rồi mình đưa cái rễ lên trên. Cái này dễ lắm, cái này dễ làm lắm. Các bạn cũng có thể tự chơi mà đúng không? Đưa cái rễ lên trên, xong rồi bắt đầu là mình bỏ chất trồng ở trên đó xong. Rồi là treo lên thôi. Nếu mà cái rễ của các bạn mà nó nằm xuôi lên trên á thì các bạn phải lấy dây các bạn buộc lại. Còn ở đây là cái rễ của mình bắt xéo ngang qua luôn. Thì nên là nó sẽ không, mình không cần buộc nữa, thì nó khi mà rễ bắt đầu nó phát triển ra thì dính luôn à. Cái treo ngược này làm cây nó dễ mà, rất là dễ luôn. Đây. Sẵn đây mình cũng nói luôn cái vụ này nè. Nó đây hôm qua mình cắt mấy cái cây đây. Trời tối rồi nên là quay là các bạn sẽ nhìn thấy nó hơi tối. Quá hơi sáng. Đây nè. Cái bữa là mình đang đặt cái tượng đá, tượng Đức Mẹ về, mình sẽ bỏ lên thêm mấy cái tượng này. Còn cái tượng này thì mình đặt đỡ thôi chứ mình không để nhá, nó không có đẹp, nó mất cái thẩm mỹ, nó không có thẩm mỹ. Nhưng mà cái tượng này mình sẽ đưa xuống nè. Còn 2 tượng này thì có khả năng là mình sẽ giữ lại để mình xem. Mình mới đặt tượng đá Đức Mẹ về nên là mình cũng vừa làm để chơi cho vui. Còn mà khi mà có cái tượng về mình bỏ lên á, hoặc là anh em nào mình muốn chia lại tượng Đức Mẹ thì mình sẽ chia cho nhé. Cái tượng đá tương đối là đẹp á, chiều cao 30cm luôn. Nên là mình sẽ làm một số cây để mình bỏ tượng lên. Thì các bạn nhìn nè, cái thân của nó ở dưới này á, nó rất là đẹp đúng không? Như là nếu mà bỏ phối cái tượng Đức Mẹ lên, phối tượng Đức Mẹ lên thì y như là một cái gọi là núi á. Còn mình sau này á là khả năng là mình sẽ từ từ mình sẽ cho nó cái cây này nè, những cây đó sẽ xuống cái hình cái chậu chữ nhật để rồi mình sẽ phối một ít cây nhỏ ở dưới, y như là một cái núi đá. Đức Mẹ đứng lên trên núi á, trên tán cây à. Làm cây cảnh thì ai cũng có sáng tạo, mỗi người có một cái sáng tạo riêng để mà chơi, để mà cho thỏa cái đam mê của mình á. Thì nên là đặc biệt ở đây mình cũng là người Công giáo nè, nên là mình sẽ phối cái tượng tượng Đức Mẹ lên những cái cây này cho nó đẹp.
chắc khoảng 3 ngày nữa là 3 ngày nữa là có hàng về rồi. À, tượng Đức Mẹ ba, tượng Đức Mẹ bằng đá là cao 30 cm nhé. Mình đang đặt về một ít tượng. À, mấy bữa nay cứ lu bu làm rồi đang còn dọn ở phía sau này nè, hôm nay dọn rồi nhưng mà cũng chưa được ấy, ngày mai còn buổi nữa bắt đầu buổi trưa mình về mình đi làm rồi bắt đầu là mình về mình sẽ dọn phía sau luôn. À. À, mấy cây hoa thì mình đưa ra ngoài rồi, đưa xí xích phía ngoài bên kia. À, bữa bão làm gãy hết mấy nhánh. Nên là chơi chơi mấy cái cây này nó cũng vui lắm các bạn. Nhưng mà bây giờ thực sự ra nói là mình chơi rất quá nhiều á. Chơi quá nhiều luôn. Riêng cái hàng ngũ sắc bây giờ mình có là 60 cây. 60 cây ngũ sắc. Hàng bông, hàng hoa giấy tán á. 70 cây luôn á. Còn mấy cái hàng chờ ghép này thì mấy chục cây nữa nè. Đó, các bạn nhìn nè. Mấy hàng chờ ghép nè. Còn chưa kể hàng bự đâu nha. Hàng bự bây giờ mình chưa lên chậu. 30 cây mà mình chưa lên chậu. Còn hai mấy cây nữa. Đó, mấy bữa nay vô mà cũng chưa có vô được. Ngày mai á, mình sẽ... Các bạn nào mà muốn chơi bông giấy mà cái dạng mà chơi chơi bông giấy nguyên thủy á. Ồ, cái này thì chắc là ai cũng biết rồi nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem thực tế khi mình tỉa cây bông bông giấy để mà mình chơi mình tỉa lại để mình chơi cái bông giấy nguyên thủy luôn. Còn mà muốn sửa tán thì ngày mai mình sẽ sửa tán luôn cho các bạn xem. Cái bông giấy nguyên thủy á, nó cũng dễ sửa chứ không phải là khó sửa đâu. À, gọi là cái bông giấy Mỹ á. À, mình ý tưởng của mình là làm một số cây này chơi nè, treo lên. À, treo lên nhưng mà mình sẽ không động tới cái gọi là kiểu như là mình sẽ không dùng cái dây kẽm để sửa mấy cây này. À, mấy cái tàn nó lên á là mình sẽ không dùng tới dây kẽm sửa mà chỉ dùng mẹo để mình sửa thôi. Thì chắc là thời gian sau này thì các bạn cũng sẽ xem được. Mình sẽ muốn làm thêm mấy cây nữa nhưng mà hiện tại nó cái cây phù hợp nó không có. Cái cây phù hợp để bỏ lên trên cái chậu này là không có, ít lắm. À, mình còn được mấy cây nhỏ nhỏ mình trồng bây giờ nó cũng vừa vừa để mà bỏ lên đây này. Nhưng mà bữa nay thì hết rồi. Đây là toàn là mấy cái cây bự hết rồi. Còn mấy cái cây nhỏ này thì ba cái hàng lô không có đẹp. Không đẹp. Mình nói chung nghe mình thích nhất là chơi cái hàng bỏ tượng nè. Mình sẽ làm một số cây tại vì là đặc biệt có một cái là cây hoa giấy Mỹ á, là nhìn cái thân của cái rễ cây hoa giấy Mỹ á, nó đã đẹp rồi đúng không, mà mình bỏ tượng lên á thì nó sẽ phù hợp hơn nữa đó. À, bỏ tượng lên nè, rồi bắt đầu là mình một là mình ghép nè, hai là để nguyên thủy cây lên nè, bắt đầu mình làm tán ở trên. À, và đặc biệt là tượng Đức Mẹ nữa, làm tán ở trên nữa, rất là đẹp. À, nó có duyên đúng không, giờ mình thấy nó có hồn. Mà các bạn nào á mà cũng là đạo công giáo á thì ở Quảng Bình á thì mai mốt nhá, mai mốt đi nếu mà có dịp ngang á đi ghé mình ở trong làng Nhân Thọ, làng này là xứ đạo nè. À, xứ Nhân Thọ nhé. À, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. À, mình sẽ làm ít nhất cũng phải là một 10 cây bỏ tượng như thế này, là tượng Đức Mẹ. À,
mình thấy là khi mà mình đưa cây này về á, là mình không có ý tưởng như vậy. Nhưng mà mình phải bắt đầu là mình thấy những cái cây mà mình phá thế ra, mình phá thế ra thì bắt đầu là mình mới suy nghĩ đến là à, bỏ tượng là ba, là mình có mấy cái mẫu tượng nên mình bỏ thử, mình thấy là nó rất là hợp lý, nên là mình mới là quyết định là mình sẽ làm một số cây để mình đặt tượng lên. Bạn nào mà ở Quảng Bình mà muốn bỏ tượng tượng Đức Mẹ, muốn tượng Đức Mẹ bằng đá nha, để mà mình có thể là cái đá này là họ sẽ làm, mình không lấy bằng cái đá đục, bởi vì mà cái đá mà bằng thủ công bằng tay rất là đắt, nên là mình lấy cái đá mà đá bột á, để người ta làm thành một cái tượng á, thì nó sẽ đỡ cái rẻ cái tiền ra, rẻ hơn. Nên mình sẽ dùng cái tượng, cái chất liệu bằng đá nhưng mà đá bột, nhưng mà ra nắng để nó vẫn có độ bền rất tốt nhá. Có độ bền rất tốt luôn. Mình đang là xem thử, coi thử là về mình có thể dùng cái loại bóng để mà chống ăn mòn á, để mà chống thấm á, để mình làm lên một lớp nữa. Thì mình khi mình nghiên cứu xong rồi mình sẽ bỏ lên tượng, bỏ tượng lên trên cây, rồi bắt đầu là nuôi tán cây lên để cho lên trên, bắt đầu là nó sẽ tạo ra một khối hòa hợp với nhau rất là đẹp. Các bạn ở miền Tây hiện tại cũng có thể là chơi được á, bây giờ là nó thịnh hành về những cái tượng mà ông địa nè, rồi ông thần tài đồ, rồi nó nhiều lắm. Thấy thần tài rồi ông gì mà cầm cái quả táo, ông thọ. Bữa nay thì có nhiều cái mẫu tượng, nhưng mà mình thì mình không thích những cái mẫu tượng đó. Nếu bỏ những cái mẫu tượng đó thì nó sẽ hay, bởi vì kiểu như là nó theo cái dạng như cổ á, nó sẽ hay, nhưng mà mình không thích, nên là mình sẽ dùng, mình để tượng là tượng Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ ban ơn. Là mình để cái chiều cao của tượng là 30 cm, thì mình thấy nó cũng sẽ hợp lý như những cái cây này bỏ lên rất là hợp lý nè. Thì nếu sau này mình sẽ mua một ít trụ chữ nhật về mình phối lên, nếu cảm thấy được thì mình sẽ làm như là kiểu Đức Mẹ đứng trên núi á, đứng trên núi rồi có cái tán cây ở trên, ý như là mình nhìn vô là mình thấy nó rất là hay, sinh động quá. Thì những cái ý tưởng đó thì mình cũng nói qua để nhiều lúc ra, ví dụ như các bạn mà có làm được thì mình cũng tham khảo nhé. Bởi vì cái số điện thoại của mình là 0984 745 750. Có thể là các bạn sẽ comment để cho mình, anh em mình trao đổi ha, trực tiếp cho nó vui, với lại là gặp gỡ. Mình ở Quảng Bình thì hồi trước đây á là mình có chơi cây, nhưng thậm chí là mình lập doanh nghiệp nữa, để mình đi trồng những công trình á, công trình nhỏ thôi, trường học, rồi sửa cây cảnh cho cơ quan này nọ thôi, chứ còn mình không có làm những công trình lớn, bởi vì là ít vốn mình không thể nào làm, chưa có làm được những công trình lớn. Thì sau một thời gian thì gia đình mình có sự cố, thì nên là không làm ăn được nữa, mình bỏ nghề luôn á, mình bỏ nghề luôn, không chơi, không làm gì hết. Rồi bắt đầu là mấy năm trở lại đây thì bắt đầu là thích cái bông giấy Mỹ, thì bắt đầu là mới tìm tôi để mà chơi ghép này nọ đồ, mình cũng tự ghép. Rồi những gốc quái quái thì mình cũng tự sưu tầm về, bởi vì là mình thực ra mà nói chứ có duyên thì tìm được mấy cái cây thì mình cũng rất là thích nó. Chơi cây chơi lâu thì nó cũng càng ngày nó càng thêm cái giá trị của nó thôi. Cái thứ nhất là được cái giá trị tinh thần, được cái giá trị tinh thần rồi, không
Còn cái gì đó nó đến thì nó sẽ đến ở phía sau, mình không nói được, mình không nói nhé. À, mình chưa nói đến. Đó, cái cây này là mình thấy là nếu mà ha. Đây nè. Cây này mà chế tác lại một chút nữa mà đặt cái tượng lên thì rất là tuyệt vời luôn. Đây. Thấy rồi đấy. Đây là đợt này là mình sẽ khai thác về cái loại mà cây bông giấy dạng như là cây bự á, để mà đặt tượng. Mình sẽ khai thác mạnh vào ở đó, kiếm vài chục cây. À. Cái thứ nhất là mình cái đam mê đã. À, mình chưa nghĩ về một cái vấn đề là kinh tế. Bởi vì là hiện tại mình có công việc khác, chứ không phải là mình làm cây để bán. À, mình có công việc khác. Công việc này để là mình theo đuổi cái đam mê của mình thôi. Tại vì là có một thời á, rất là khổ, bán cây không ai mua luôn á. Bán cây không có người mua luôn. À, người ta nói là ở đây người ta nói là mắc tan khó, là hả, không có ai mua cây, rất là khổ luôn, để mà nuôi mấy đứa con ăn học. À, một thời đó mình vất vả, không có ai biết hết. Nên là bây giờ là mình chỉ chơi cây, chứ mình không mang tính chất là làm cây để bán. Còn những cái cây mình mua về á, là cái cây mà làm tán thông á, là mình sẽ nuôi luôn để mình thanh cây thông luôn. Mình chơi vậy đó, mình để làm một hàng từ đây dài xuôi ra sau vườn, ở phía ngoài nè, từ ở phía ngoài cổng dài vô phía sau trong này luôn. À, là mình ý là mình muốn làm để mình chơi cho nó đẹp. Nhưng mà hả, cái ở như ở Quảng Bình miền Trung các bạn biết, được 2-3 năm rồi là không dính bão. À, nhưng mà khi mà bão tới mà nếu mà gia cố không ổn á, là nó sẽ gãy cây hết luôn á, đánh cái nó mắc trắng luôn á. À, nhưng mà thôi, đam mê, thích là chơi. Chứ còn mà không nói được không, tại vì là ai cũng vậy mà, thích là chơi thôi. Cái cái dòng cây hoa giấy Mỹ, mình phải nói công nhận ở miền Nam họ trồng rất là hay. Họ trồng rất là hay luôn. Đó, các bạn thấy nó gốc nó bự mà nó to mà cái thân nè. À, nếu mà nói thật cái chứ ở Quảng Bình đố không có ai mà trồng được hết á. Không ai trồng được chứ không phải là không được, nhưng mà nó sẽ không có lớn, không có lẹ lớn đâu. Trong cây này mà nói chung nếu mà muốn to cỡ này cái chục năm thì đó, mà trồng phải biết cách trồng nha mới đẹp nha, chứ còn không biết cách thì trồng xin gớm, 10 năm cũng xin gớm không đẹp, đúng không? Nên là thiệt, mình cũng giỏi, mình công nhận là người miền Tây của mình thực giỏi luôn. À, trong cây giấy Mỹ mình mua về đó, mình là người đi mua về này, mình cảm nhận được họ giỏi, cực kỳ giỏi. Ở đây mà nếu mà mình có đất rộng á, thì mình muốn chơi nó tầm khoảng chừng 500 gốc nè, 500 gốc bự bự vậy hết nè. À, ý mình muốn chơi 500 gốc luôn, 500 cái chậu để dọc đó. À, đó là cái ý định, ý đồ của mình á, nhưng mà cái đất của mình hẹp quá. Cái nhà cũ đây bây giờ nó còn dính cái nhà cũ đây nè. Thì giờ cũng phá được, đồ tùm lum hết cũng không phá được. À, nên là ở phía sau thì lại mỗi bữa là cứ mình suy nghĩ ra mình nói là mình đó ở phía sau là trồng cây bông giấy Mỹ để mà nuôi rễ á. Ở phía sau đó từng ô luôn. À, nên các bạn biết không, làm bao nhiêu là công của, nhưng mà nó không có phát triển được đâu. À, nên là mình trồng cũng lâu rồi mình biết ở mình nó không phát triển được, phải có kỹ thuật nè, phân thuốc nè, với lại cái khí hậu, cái thổ nhưỡng của cái đất ở đó nữa. À. Nên là nó sẽ làm cho cái cây nó phát triển mạnh hơn. Còn ở ngoài này mưa quá, hoàng sáng chiều ra rụng lá sạch. Nên là khó lắm. Nên là khó mình khó chơi cái bông giấy ở đây. Mà cái bông giấy là trồng cây nhỏ lên, nó trồng nhánh lên, nó khó chơi. Đa mình chỉ ở đó, ví dụ như chẳng hạn như cái cây nè.
mình mua về xong mình ghép nó, ghép vô dỡ lên nè. Thì mình chỉ mua phôi luôn, bữa nay mình mua phôi chứ mình không có ghép, mình không ấy nữa, không trồng nữa. Không trồng nhánh nữa. Nhánh chỉ là mình làm đó, mình trồng như hôm bữa là mình quay cho các bạn xem á, là mình chỉ làm hàng rào. Làm hàng rào với lại là còn thừa thì mình cắm vô chậu nhỏ nhỏ để mà sau này mình làm tán cái nấm á. Làm mâm xôi á, là mình sẽ làm thì cái vấn đề đó là mình làm mâm xôi. Chứ còn mình không làm để mà nuôi nó lớn lên rồi bắt đầu để mà sửa. Nó mệt lắm, nó mất thời gian. Làm sao mà nó bự được một số như mấy cây này. Các bạn thấy không, nó công nhận luôn, mà mình nói thật ra chứ mấy anh miền Tây họ kỳ công lắm. Họ làm ra một cái tác phẩm, một cái cây này nè, để cho mình chơi rất kỳ công. Mà chưa đâu nha các bạn, về đây mình sẽ chọn ra những cái dáng thế để mình cắt tỉa, để cho nó mới hoàn thành được, nó mới làm được theo cái ý của mình á. Nhưng mà cái phôi, những cái phôi này là cắt đúng thật sự luôn, người miền Tây giỏi thiệt. Trồng rất là những cái cây rất là độc. Những cái tác phẩm này đâu phải là nói là mình muốn là được đâu. Nhưng mà mình cũng thực sự ra mà nói thì cũng có những cái cây là ngang là xấu. Chứ không phải là nói, nhưng mà đa phần là những cây đẹp rất nhiều. Mình thì bây giờ mình cũng không mua nữa. Thời gian sau đã làm kiếm tiền cái đã rồi mua tiếp. Sẽ mua nhưng mà để kiếm tiền cái đã. Bởi vì là cái thời buổi này bây giờ là phải kiếm tiền cho con đi học nữa. Mình có con gái học xong 12 rồi thì cũng đang học tiếng Đức để đi du học Đức. Nên là bây giờ là phải tập trung cho con gái đã. Chơi từng này thôi, ba đam mê thỏa sức từng này thôi. Nay mới dọn nè, ra đây bớt nè. Bắt đầu là ngày mai sẽ dọn ra phía sau bớt nè, để mà vô mấy cái một số 30 cây nữa vô nè. Rồi mới vô mấy cái hàng mà về cả tuần 10 ngày nay rồi mà mình còn bỏ trên khung á, mình chưa có phá ra đó, các bạn thấy không? Cũng nhờ vậy mà bảo nó không đánh gãy á. Cái cái cây chơi cây nó không vui thật, thật sự luôn, mình nói là cái cây rất là chơi rất là vui. Nó có nhiều cái ý tưởng cho mình lắm. Cái ý tưởng nó không phải là tự nhiên nó có đâu nha các bạn. Bất chợt thôi. Về cái ngành, cái sửa cây này chắc là nhiều người ta bảo là nghệ nhân, nếu sửa cây là nghệ nhân có khi ha. Nói thật ra chứ không phải nói chứ. Có khi dợm cây không ra thế thần gì cả nè. Nhưng mà có khi một tí là tự nhiên ra sửa ào ào thành một cây rất tác phẩm rất là đẹp luôn. Có nhiều người sửa cây chắc là biết cái vấn đề đó chứ không phải là mình nói quá. Chơi cây là nó vậy đó, cái niềm đam mê thì phải đánh đổi. Nên là cái sửa cái cây thôi, muốn chơi cây mà nói là không có bỏ phí cũng được. Muốn chơi cây nè, muốn sửa cây, muốn ghép cây nè, muốn biết hết tất cả là phải bỏ phí ra rất là nhiều đúng không? Chứ không có mà tự nhiên ở đâu mà cái trứng ở trong bụng ra được đâu. Hoặc là ở trong vườn bạn có sẵn đâu. Muốn có những tác phẩm đẹp thì phải bỏ vốn đầu tư. Mà nếu mà vốn đầu tư mình có tay nghề rồi thì mình sẽ mua đỡ đồng tiền hơn những cây mình tự về, mình tự tạo, mình tự chơi theo sở thích của mình để tạo ra những cây đẹp, thì nó sẽ đỡ đồng tiền hơn rất nhiều. Còn mà nếu mà bạn không có tay nghề, mình không có tay nghề thì mình sẽ mình thích cái cây, bây giờ cái cây đó nhà vườn bán 20 triệu, sửa đẹp, mình ưng mua thì mình mua. Tại có thâm niên ta nuôi tới 10 năm, 20 năm, tất nhiên 20 triệu đối với họ thì họ phải bán để mà họ lấy cái đồng tiền chính đáng của họ lại. Bởi vì cái cây đó nó có tuổi đời thâm niên rồi. Nên là còn mình thì mình không chơi như thế, mà mình có tay nghề thì bắt đầu là mình sẽ mua về để mình tạo. Mình tạo những cái hình rồi những cái dáng mình thích để mà mình chơi, đúng không? Thì các bạn cũng vậy thôi.
nên là mình cũng nói là hôm nay thì tối này đang rảnh rảnh thì ra để mà mình làm cái video này để trao đổi kinh nghiệm chơi cây với các bạn một tí cho vui nhá, quý vị một tí cho vui. Thì cũng ngày mai mình sẽ lên clip tiếp, mong làm sao đó ngày nào cũng lên clip. Nhiều khi có bạn xem qua không like, không thích, nhưng mà lại là sau này rồi cũng sẽ thích ha, đúng không? Cho nó vui mà, có gì đó mình gặp gỡ giao lưu ở trên ở trên mạng nè, ở trên đó mạng xã hội nè, cho nó vui. Rồi nhá, video ở đây thôi mình xin dừng lại nhá. Hẹn các bạn video sau nha. À, mai mốt tượng Đức Mẹ về á là mình sẽ quay cho các bạn xem. Tượng Đức Mẹ rất đẹp. Thì nên là có ai mà muốn chia lại thì mình chia thôi. Mình lấy giúp cho. Thì nên là mình sẽ cho các bạn xem nhé. Còn những cái mình sẽ gắn mấy cái tượng Đức Mẹ lên những cái cây, mình sẽ chọn những cái cây nào nó đẹp để mà gắn cái tượng lên. Rồi bắt đầu là bỏ lên một cái chậu làm sao mà cho nó phù hợp. Thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ thì thời gian đã dài rồi, mình xin dừng lại ở đây nhé. Chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại. Bye bye.